quý khán thính giả của đài truyền hình SBTN, như quý khán thính giả đều biết, ngày 16 tháng 8 vừa qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã mang Nguyễn Phương Viên và Đinh Viên Kha ra xét xử trong phiên tòa phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân của tỉnh Long An. Qua hình ảnh chúng ta được biết rằng, thứ nhất là đồng bào ở khắp nơi và nhất là các nhà đấu tranh dân chủ cũng như là các bốc cơ đã vượt qua sự sợ hãi và đến với sinh viên Nguyễn Phương và Đinh Viên Kha. Đây là một trong những điều mà phấn khởi và làm xúc động rất nhiều nhà đấu tranh ở trong nước cũng như đồng bào ta ở hải ngoại. Vì đây là một những tín hiệu báo rằng những nhà đấu tranh, đồng bào chúng ta ở trong nước không còn sợ trước bạo lực của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, qua những tin tức ở phiên tòa, chúng ta biết được rằng Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Viên Kha đã từ chối luật sư biện hộ cho mình. Bởi vì các em cho rằng một bản án của tòa án Cộng sản đã được ấn định sẵn, cho nên có luật sư chỉ trang điểm, tô điểm thêm cho phiên tòa của Cộng sản Việt Nam mà thôi. Đây là một hành động rất là kiên cường, nói lên cái sự hiểu biết về bản chất của chủ nghĩa Cộng sản hay là của nhà cầm quyền Cộng sản. Và đặc biệt là bản chất của tòa án Cộng sản Việt Nam không có độc lập trong vấn đề xét xử mà chỉ là công cụ để thực hiện một cái biện pháp để đàn áp những người mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng họ là những cái kẻ mà cần phải trù dập hay là trừng trị vì đã có những hành động dám chống lại cái đường lối và chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và đặc biệt là đối với những người trẻ đã dám can đảm đứng lên nói lên cái lòng yêu nước của mình trước cái sự độc tài, tham nhũng, bất công của một cái nhà cầm quyền, của một cái chế độ đã ngự trị trên đất nước và quê hương chúng ta nhiều chục năm qua. Và đặc biệt trong những giai đoạn lịch sử tăm tối nhất là sự xâm lăng cũng như là đe dọa của họa Cộng sản Tàu ở phương Bắc đối với đất nước và dân tộc chúng ta. Và trước mắt nó là sự xâm lăng về đất đai, biển, hải đảo và kể cả trong lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta đang gọi là bị cái họa ngoại xâm phương Bắc, và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì đã can tâm chấp nhận một cái sự là xâm lăng đó. Và đó là những động cơ để cho những người trẻ trong nước họ phải đứng dậy nói lên cái sự diệt vong của đất nước và dân tộc trước họa ngoại xâm phương Bắc. Chúng tôi rất ngưỡng mộ cái sự đứng lên của tuổi trẻ trong nước, và đặc biệt là đối với trường hợp của sinh viên Phương Nguyên và Đinh Viên Kha cũng như Việt Khang và nhiều các bạn trẻ khác. Đúng như Nguyễn Trãi đã nói, thời đại nào thì dân tộc ta cũng có những anh hùng hào kiệt. Phải chăng đất nước chúng ta ngày hôm nay anh hùng hào kiệt đã xuất dậy, mà xuất dậy từ xuất hiện từ những cái tuổi trẻ của những người mà đáng tuổi con tuổi cháu của chúng ta. Tôi ước vọng làm sao tôi có được một người con như Viên Phương hay Đinh Viên Kha hay là Nguyệt Khang. Nhưng nói như vậy có nghĩa là chúng ta ích kỷ quá. Mẹ Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải có những người con như vậy, và dân tộc Việt Nam phải có nhiều những người con như vậy, đất nước chúng ta mới đứng lên được. Và đó là một cái điểm hãnh diện cho tất cả những người Việt Nam ở trên thế giới cũng như ở trong nước. Bản thân tôi là người Việt Nam, chúng tôi tự hào là đã có được những người trẻ, những người con em Việt Nam tuổi trẻ dám can đảm đứng lên. Đứng lên không phải để đấu tranh cho bản thân mình, bởi vì nếu can tâm chấp hận, muốn cho một cuộc sống mình được yên ổn, được có một cuộc sống khá giả, ổn định, chỉ cần đi học thì chúng ta cũng có thể ra trường kiếm được một cái công ăn việc làm nó ổn định, có chồng, có con hay là có vợ, có con giống như mọi người. Nhưng một người có trách nhiệm đối với xã hội, một người có trách nhiệm với quê hương của đất nước, một người yêu nước thì không thể hài lòng với những gì cho bản thân mình. Và đó là động lực để cho người trẻ đứng dậy. Nhưng tôi nghĩ rằng hồn thiêng sông núi đã tác động vào các bạn. Các bạn đã thể hiện cái lòng yêu nước của mình và biến cái lòng yêu nước của mình trở thành cái những hành động cụ thể và là ngọn đuốc để mà kêu gọi tất cả những người trẻ khác, đánh động lương tâm của những người Cộng sản đã ngự trị trên đất nước này và gieo biết bao nhiêu những tội ác cho dân tộc. Hãy thức tỉnh, phải trở về với dân tộc và trở về với quê hương. Đó là những điều rất là quan trọng mà bạn trẻ Phương Nguyên cũng như Đinh Viên Kha và tất cả những bạn trẻ khác đã và đang làm. Chúng tôi qua cái
phiên tòa này, chúng tôi rất ngưỡng mộ các bạn đó và chúng tôi hy vọng rằng các bạn khác sẽ can đảm mà đứng dậy. Chúng tôi biết rằng muốn làm được như vậy, chúng ta phải có lòng yêu nước. Nhưng lòng yêu nước chưa đủ, chúng ta phải có bản lãnh. Và Đinh Nguyên Kha và Phương Viên đã chứng tỏ được cái bản lãnh của tuổi trẻ Việt Nam. Vấn đề còn lại là chúng ta phải học hỏi và trau dồi để chúng ta có đủ những kiến thức. Bởi vì anh hùng hào kiệt thời xưa nó khác và thời ngày hôm nay nó là thời dân chủ hóa toàn cầu cũng như là toàn cầu hóa tất cả mọi lĩnh vực. Cho nên nó đòi hỏi một cái người đấu tranh và qua đấu tranh sẽ trở thành những người lãnh đạo sau này cho đất nước. Thì nó đòi hỏi chúng ta phải có nhiều những kiến thức. Ngoài cái lòng yêu nước, ngoài cái nghị lực và bản lãnh thì cái kiến thức rất là quan trọng. Những năm tháng tù tội vừa qua nó là cái lò để thử thách cái lòng yêu nước của chúng ta, nó là cái lò để mà thử thách nghị lực và bản lãnh của chúng ta, đồng thời nó cũng là nơi để mà rèn luyện cái tâm, cái trí của chúng ta sao cho có đủ nghị lực, đủ sáng suốt để chúng ta tiếp tục con đường đi tới là phục vụ đất nước và phục vụ quốc gia và dân tộc. Mà trước mắt là phải chấm dứt được chế độ độc tài toàn trị và cộng sản. Cho nên 3 năm hay 4 năm gọi là tù treo hay là còn cứ tiếp tục ở tù đi chăng nữa thì chúng ta phải biết lợi dụng cái thời gian đó để mà chui rèn, để mà học tập, mở rộng thêm những kiến thức, để sử dụng những kiến thức đó mai mốt khi có những điều kiện chúng ta sẽ xây dựng lại quê hương và đất nước. Sự thực, nhà tù nó là cái nơi giống như là một cái lò lửa để luyện thép. Nếu chúng ta biết lợi dụng cái đó, chúng ta sẽ tự trôi luyện chúng ta trở thành thép. Nhà tù cũng là một cái đại học tổng hợp mà chúng tôi đã từng trải qua. Nếu chúng ta biết lợi dụng cái thời gian tù tội đó, chúng ta sẽ khai thác và lợi dụng đó để trở thành là một cái trường học. Trường học ở tù nó dạy cho chúng ta rất nhiều những điều mà ở học đường, ở đại học không cho chúng ta. Đại học cho chúng ta một những kiến thức căn bản để chúng ta động não, chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà chính nhà tù nó cung cấp cho chúng ta rất nhiều những kinh nghiệm, những trải nghiệm của những nhà hoạt động, của những nhà hoạt động cách mạng. Và nơi đó là cái nơi để chúng ta có những điều kiện chúng ta gọi là thinh lặng, mà người công giáo gọi là tĩnh tâm, để chúng ta chọn cho chúng ta định cho chúng ta một cái hướng đi, và chúng ta tìm cho chúng ta một cái con đường làm thế nào để chúng ta phục vụ đất nước và quê hương dân tộc chúng ta nhiều hơn. Thì đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý thính giả và nhất là các bạn trẻ ở trong nước về cái suy nghĩ của chúng tôi qua cái phiên xử Nguyễn Phương Viên cũng như Đinh Nguyên Kha trong cái phiên tòa vừa qua. Và chúng tôi hy vọng rằng tất cả các bạn trẻ ở trong nước, đồng bào chúng ta ở trong nước, chúng ta hãy vượt qua tất cả mọi nỗi sợ hãi, hãy can đảm đứng dậy, bởi vì lịch sử thế giới nó sẽ sang trang, tất cả những gì nó sẽ thay đổi và thế giới nó đang thay đổi thì chúng ta phải đáp ứng được cái sự thay đổi của thế giới. Tổ tiên ông bà chúng ta đã không có được những cái điều kiện cần thiết nên khi mà đại nghị thế chiến chấm dứt, chúng ta đã không có được những cái chuẩn bị để khi mà Nhật Bản đảo chính trao trả lại độc lập cho Việt Nam, chúng ta đã không có chuẩn bị. Mà người cộng sản nhờ có cái quốc tế cộng sản, họ biết trước chúng ta và họ đã chuẩn bị sẵn chúng ta, và sự giúp của quốc tế cộng sản họ đã cướp được chính quyền từ tay những người quốc gia, và từ đó dân tộc chúng ta bị bao nhiêu đau thương thảm họa cho đến ngày hôm nay. Vì vậy nắm bắt tình hình thế giới nó là điều kiện rất quan trọng, và ngày hôm nay với phương tiện truyền thông của internet, các bạn ở trong nước cũng như hải ngoại, chúng ta rất gần gũi nhau. Những người ở hải ngoại có những thêm thông tin hãy cung cấp cho các bạn ở trong nước, và các bạn trẻ trong nước hãy sử dụng tối đa những kiến thức về internet để chúng ta tự học, tự trau dồi để biến chúng ta trở thành những người có kiến thức. Ngoài lòng yêu nước, chúng ta phải có kiến thức, chúng ta phải có bản lãnh, và đó là những yếu tố cần thiết cho những người hoạt động và những người lãnh đạo đất nước và quê hương chúng ta sau này. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều, và một lần nữa chúng tôi cầu chúc cho tất cả các bạn trẻ hãy kiên cường và bản lãnh trên con đường đấu tranh, và chúng tôi chúc mừng cho phụ huynh của các em Phương Nguyên cũng như Đinh Nguyên Kha đã có một người con, và người con đó làm rạng rỡ cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Và cầu mong mọi người chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều, và xin tất cả mọi người hãy cầu nguyện cho tất cả những người trẻ họ có đủ nghị lực và bản lãnh, bởi vì tương lai của đất nước, của quê hương là của tuổi trẻ Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.